Hello, xin chào các bạn đến với channel của cô ba nhỏ Cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay cô ba nhỏ là một tâm tình cùng cô ba nhỏ. Có một bạn đã gửi tin nhắn cho cô ba nhỏ ở trong YouTube á, là bạn đó đã bị gạt thì làm sao để liên lạc với cô ba nhỏ để cô ba nhỏ chuyển cái câu chuyện này tới mọi người để không có ai bị gạt giống như cái cô này. Thì cô ba nhỏ nói là có gì thì cứ email hay là nhắn tin cho cô ba nhỏ ở Facebook. Thì bạn này đã email cho cô ba nhỏ và cô ba nhỏ sẽ không có đọc tên. Thì hôm nay mình sẽ đọc cái email này của bạn gái này gửi cho cô ba nhỏ. Thì mình sẽ đọc rồi để cho mọi người nghe. Thì sau khi nghe cái này xong thì mọi người phải cảnh báo là đừng có để ai bị gạt nha. Ok, bây giờ mình đọc nè và mình sẽ không có đọc tên đâu. Cô ba nhỏ in ra một cái chữ nó nhỏ xíu à. Như em đã nhắn tin trước cho cô là em bị người ta lừa. Chuyện là như vậy nè. Em có quen một người bạn gốc Mỹ. Đã có lần em hỏi cô có nên đi Mỹ không đó. Trong vòng 6 tháng quen biết người đó không dưới 10 lần muốn tặng quà cho em nhưng em không nhận. Em là người không tham lam và không dễ bị lừa. Từ trước tới giờ em chưa từng bị lừa dù chỉ 1.000. Nhưng lần này em đã bị lừa một cách ngoạn mục. Nó đánh vào tâm lý em là người rất yêu trẻ con nên nó mang những đứa trẻ ra để lừa em. 6 tháng nói chuyện, người đó tỏ ra là một người hết sức bận rộn. Có khi mỗi ngày chỉ nhắn cho em một tin thôi. Cũng có khi nói đi công tác cả tuần mới nhắn một tin. Người đó tỏ ra hết sức lịch sự khi nói chuyện. Ví dụ như luôn quan tâm đến gia đình và con riêng của em. Và đặc biệt hơn nữa là hoàn cảnh mà người đó tạo ra thật cảm động. Một mình nuôi con gái 10 tuổi và thêm một đứa bé trai 3 tuổi. Vợ bị mất khi sinh con trai ở một mình. Để lo cho các con quá bận rộn nên cũng không tìm được bạn gái. Chính những điều này, người đó đã lấy được lòng tin và sự đồng cảm từ em. Em hơi dài dòng mong cô thông cảm. Em chỉ muốn cô hiểu thật chính xác vấn đề em gặp phải. Nó không đánh vào lòng tham mà nó đánh vào sự đồng cảm. Người đó nói là sẽ về thăm em để bàn chuyện cưới hỏi, muốn gặp ba mẹ em để thưa chuyện, hơn nữa còn dắt theo cả hai con về thăm em nên em đã tin là người ta thật lòng. Vì phải mang quá nhiều hành lý và quà tặng mà còn dắt hai con nên người đó ngỏ ý muốn gửi một ít hành lý và quà tặng về trước. Em cũng không nghi ngờ mà đồng ý rồi cho địa chỉ. Hai ngày sau, có người giao hàng gọi điện nói em phải đóng 800 đô tiền thuế nhập cảnh. Em gọi cho người đó nói em cứ đóng giùm đi. Lúc đó em vẫn chưa nghi ngờ gì nên đã đi chuyển tiền. Sau này nghĩ lại mới thấy nó cố ý lừa em nên em ở trong miền Nam mà nó lại gửi đồ ra miền Bắc tại hải quan Nội Bài. Khi em vừa chuyển tiền chừng 3 tiếng thì tên giao hàng gọi báo là hải quan soi hành lý và phát hiện rất nhiều tiền. Bây giờ em phải nộp phạt 3.000 đô để lấy hành lý về. Em quá bất ngờ nên gọi cho người bạn của em thì bây giờ mới biết được bộ mặt của tên lừa đảo đó. Đầu tiên nó năn nỉ em đi đóng phạt vì trong đó nó để tới 80.000 đô. Em cứ đóng phạt rồi sau nó sẽ trả lại. Em không thể tin nổi 500 hay 1.000 thì họa may, chứ ai lại bỏ 800.000 đô vô hành lý, làm sao có thể qua mắt được máy quét của hải quan. Lúc đầu ở trên bạn ghi là 80.000 đô và sau này thì ghi là 800.000 đô thì mình không biết là cái nào ha. Em hỏi nhưng nó không trả lời được. Khi em nói là em không có tiền để đóng thì nó thay đổi thái độ, hết hù dọa tới khủng bố tinh thần em. Em cũng muốn báo công an nhưng em sợ bọn chúng trả thù. Em thì không sao nhưng còn gia đình em sợ lắm. Em không nghĩ em có thể lấy lại số tiền đã mất. Em cũng không dám công khai chuyện này trên mạng xã hội. Em cũng không muốn cô ba gặp nguy hiểm gì. Cô ba có thể làm clip tâm tình không cần phải vạch mặt bọn chúng. Trước đây cũng có vài bài viết liên quan tới vấn đề này nhưng vẫn có nhiều người như em vẫn mắc lừa. Nếu cô đồng ý, cô có thể giúp đỡ em. Em chỉ mong từ nay không có ai bị lừa giống em. Em cảm ơn cô đã đọc tâm sự của em nãy giờ.
Nói thiệt với cô chứ tiếc tiền thì ít, mà buồn và thất vọng cho nhân cách một con người thì nhiều. Em sẽ gửi kèm cho cô một số hình ảnh để cô tham khảo. Chứ theo em, cô đừng đăng hình bọn chúng lên làm gì. Lỡ cô gặp nguy hiểm thì em áy náy lắm. Xin chào cô bé nhỏ. À, sau khi cô bé nhỏ đọc cái email này xong thì cô bé nhỏ liền trả lời lại, reply trả lời lại cái email này là vậy thì bạn này có đóng thêm tiền. Sau khi đã đóng 800 đô rồi thì người ta gọi là phải nộp phạt thêm 3.000 nữa, thì cái người này có đóng hay không? Thì cô bạn nhỏ hỏi là cái email đó, thì cái bạn này trả lời lại là em không có đóng, em phải tắt điện thoại mấy bữa nay. Nó cứ nhắn tin vừa yêu thương vừa đe dọa, em đã chặn nó rồi. Nhưng có được bình yên sống tiếp không em cũng không biết nữa. Em nghĩ là tên giao hàng là đồng phạm ở Việt Nam, vì tài khoản em chuyển tiền là tài khoản ở Việt Nam. Xin chào cô bạn nhỏ. Ok, đơn giản cái email này, cái cô này cổ gửi cho cô bà nhỏ chỉ muốn là không có ai bị lừa giống như bạn này nữa. Thì mong là cái video của cô bà nhỏ, nãy giờ cô bà nhỏ đọc xong rồi thì mọi người coi, nghe xong rồi thì cảnh giác là đừng nên tin ai hết nha. À, và sẵn đây cô bà nhỏ nói như thế này luôn, có cỡ 2-3 người, bạn gái có nhắn tin cho cô bà nhỏ trong Facebook để coi. Có một người, để mình nhớ lại nha, có một người hỏi cô bé nhỏ là có quen một người bạn trai hay là người gì đó không cần biết, mà cô gái đang ở Việt Nam quen một người đàn ông ở bên Mỹ, và người đó muốn đi về Việt Nam để thăm cô gái này và gặp để cưới, thì nói cô gái này mua vé cho anh này từ bên Mỹ về Việt Nam. Thì người con trai này nói là cái cô gái này phải đưa tiền để cho cái anh này ảnh làm visa, visa gì đó không biết, mà phải đưa tiền cho anh đó để anh đó làm visa để về Việt Nam. Thì theo cô bé nhỏ nó nghĩ là ai mua vé hay là ai làm visa thì tự người ta trả tiền, chứ mắc mớ gì mình phải trả tiền cho người ta. Nhất là người ở Mỹ không gửi tiền về cho Việt Nam thì thôi, chứ tại sao người ở Việt Nam phải gửi tiền vào Mỹ, đúng không? Còn có một trường hợp khác, có một bạn nhắn cho mình lúc đầu là bạn hỏi là có bạn đó có một anh bạn ở Mỹ làm ở trong military, là làm ở trong quân đội á, là đã mười mấy năm rồi và bây giờ sắp về hưu rồi, và anh đó nói là muốn gửi tiền về Việt Nam cho cô này, nhưng mà cô này phải đóng tiền phí gì đó, thì phải đưa cho anh này tiền phí đó rồi anh gửi về cái số tiền. Ví dụ như cái số tiền đó anh nói là gửi về 2.000, nhưng mà cô này phải đóng tiền phí là 80 đồng hay là 100 đồng gì đó. Thì anh đó nói với cô này là cứ đóng tiền như đóng tiền ở Việt Nam đi, rồi sau đó anh này sẽ gửi tiền qua. Như vậy cũng không có make sense. Make sense có nghĩa là nó không có đúng. Cho nên là mọi người đừng có bị lừa, các cô gái ở Việt Nam đừng có bị lừa. Nhiều khi mình nghĩ là mình muốn thay đổi cuộc sống, mình muốn quen một người nào đó ở Mỹ, thay đổi để có một cơ hội để đi qua Mỹ, thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi đời sống của mình, nhưng mà nhiều khi lại gặp những người lừa đảo. Thì cô bé nhỏ chỉ có thể nói thế này, khi mà một người nào đó đi về Việt Nam thì tự người đó mua vé đi, tự người đó làm visa đi, chứ không có mắc mớ gì mình phải làm visa, mình phải trả tiền cho người đó hết á. Ai muốn đi du lịch ở chỗ nào thì tự người đó bỏ tiền ra mà đi du lịch. Còn ai mà ở Mỹ mà gửi đồ về Việt Nam mà bắt mình đóng thuế nữa, thì cô băng nhỏ nghĩ lại coi là không biết có phải hay không. Nhiều khi người gửi cái số tiền cướp của người đó gửi đồ về Việt Nam thì người gửi phải trả, chứ tại sao mà người ở Việt Nam phải trả. Nhiều khi nghĩ lại cũng đúng, là những người về Việt Nam á, mang đồ về rồi đi tới sân bay thì hải quan nó thấy, nó soi nó nhiều đồ rồi, người ta làm khó dễ, người ta nói là đem nhiều đồ quá, phải nói chung là phải chi tiền rồi người ta mới cho mình qua. Nhiều khi cũng bị như vậy. Nhưng mà cô bé nhỏ thấy là theo cái trường hợp của cái bạn này ở trong cái email, mà mình phải đóng phạt tới 800 đô hay là người đó bỏ tiền vô trong cái vali để gửi về Việt Nam, cái chuyện đó là không có rồi. Không có thể nào ai mà bỏ tiền mặt ở trong cái vali hết á, đâu có an toàn đâu. Nói chung là những người lừa đảo, những người lừa gạt người khác thì người ta có thể nghĩ ra những cách rất là hay để gạt mình. Cho nên là các chị em ở Việt Nam hay là các chị em ở đâu đó đừng có bị gạt nha. Nói tới bị gạt thì cô bé nhỏ cũng bị gạt rồi đó. Kể cho mọi người nghe là cô bé nhỏ bị gạt mất 100 đô nè. Sẵn đây thì tâm tình của cô bé nhỏ thì mình nói tới chuyện bị gạt, thì mình kể cho mọi người nghe là cô bé nhỏ cũng bị gạt nè. Cô bé nhỏ đã bị gạt mất 100 đô, vô duyên lắm, ở Mỹ nha, ở Mỹ đàng hoàng nha.
Thì lúc đó là cách đây 2-3 năm gì đó, lúc đó cô bé nhỏ mới sinh em bé thôi, mới sinh thằng nhỏ đứa sau á. Thì lúc đó mình được nghỉ làm ở nhà 3 tháng, rồi sau đó mình được nghỉ nhà 12 tuần, rồi sau đó mình phải đi làm lại. Thì lúc đó mình mới sinh con mà mình ở nhà với nó mười mấy tuần rồi, bắt đầu mình gần sắp đi làm lại thì cứ buồn, rất là buồn, cứ bồng con mà nó không biết ai sẽ ru nó ngủ ở đây rồi sẽ nhớ con này nọ. Thì có một chị cô ba nhỏ quen qua Facebook ở trong một cái nhóm nấu ăn. Thì chị đó rất là lịch sự, mặc quần áo, thấy chụp hình ở trong Facebook đăng á, mặc quần áo lịch sự, nói là đi đi làm, rồi đi làm công việc ở trong công ty, mặc quần đồ vest đàng hoàng rất là lịch sự, mà ở Mỹ nè, ở Cali á. Rồi cái chị đó mới nhắn tin cho cô ba nhỏ nói là thấy cô ba nhỏ tội nghiệp, muốn giúp đỡ cho cô ba nhỏ để ở nhà để giữ, để coi con, để có thể có thời gian nhiều hơn, để spend time, có thời gian nhiều hơn để chơi với con thay vì thời gian của mình đi làm. Thì cô ba nhỏ hỏi tới, lúc đó cái người đó đánh vào đúng cái tâm lý của mình là mình muốn ở nhà, mình muốn làm bất cứ cái gì đó để mình có tiền, để mình ở nhà, để mình không phải đi làm, để mình ở nhà nuôi con của mình, giữ con của mình. Thì cái người đó đánh trúng vào cái tim của cô ba nhỏ, đúng vào cái chỗ đó. Thì cô bé nhỏ hỏi tới là ô vậy thì làm cái gì cái gì cái gì. Thì cái người đó nói với cô bé nhỏ là làm bán bảo hiểm ở Mỹ á. Thì là bán bảo hiểm ở Mỹ, mình bán cho người ta thì mình lấy được tiền commission, là tiền tiền commission là tiền quê hồng á. Thì cái chị đó nói là, cái cô bé nhỏ cũng nói là em đã từng look into, là mình đã từng tìm hiểu về những cái chuyện mà bán đồ ở trên online, giống như là Amway bán đồ, nó gọi là bán đồ đa cấp hay là cái gì á, nhiều tầng á, một người này phải đi tìm hai người, rồi những người này đi tìm nhiều người nữa, rồi những người này đi tìm nhiều người nữa. Nhưng mà những cái đó nó không có workout, nó không có làm được tiền đâu, mọi người đừng có tin cái đó nha. Thì lúc đó cô bé nhỏ cũng nói với cái chị đó là em cũng đã đi tìm hiểu rồi những cái đó rồi mà nó không có làm ra tiền được, và giống như là nó gạt mình vậy đó. Thì chị này mới nói với cô ba nhỏ như vậy nè, chị đó nói như vậy cho nên là cô ba nhỏ mới tin nè. Chị đó nói là chị chưa có chồng, chị không có phải là chị đã bị người ta một đào một cái hố, đào một cái lỗ rồi chị bị xuống dưới cái lỗ đó, rồi bây giờ chị đào những cái lỗ khác và kéo em xuống đó. Và chị đó nói là chị đó chưa có chồng, chị chưa có con, và chị phải làm. Chị không thể nào làm việc xấu để sau này chị còn để đức lại cho con của chị nữa. Khi mà nghe như vậy, một người mẹ mà nghe như vậy á, cô bé nhỏ rất là tin, đâu có ai mà đem con cái của mình ra mà nói như vậy đâu, đúng không? Nhưng mà sau này mình nghĩ lại mình rất là ngu, tại vì cái chị đó đã 40 mấy tuổi rồi, nếu mà có con cũng không biết có con hay không, mà chị đó là single, chị đó chưa có chồng, chưa có con. Thì bây giờ nghĩ lại là mình thấy là mình rất là ngu, là tại vì mình đã nghe lời người ta đánh trúng vào cái tâm lý của mình á. Thì cái chị đã nói với cô ba nhỏ là phải đóng 100 đồng để mở một cái account, để cho chị đó làm cái gì đó, bây giờ mình nghĩ lại mình cũng không nhớ nữa. Đóng 100 đồng để chị mở một cái account cho mình, thì trong cái account đó mình mới đi bán bảo hiểm cho người khác được. Thì bán được bao nhiêu đó, mỗi người khách hàng mình bán bảo hiểm thì mình sẽ được commission bao nhiêu tiền đó. Thì lúc đó cô ba nhỏ tin lắm nha, đưa số credit card mà chưa hề gặp người đó bao giờ, không hề biết người đó bao giờ luôn, rồi chỉ gọi điện thoại thôi, đưa số thẻ credit card, rồi chị đó cần cái hình của cái bằng lái xe của cô ba nhỏ cũng chụp hình nữa gửi cho người đó nữa, rồi cô đó nói là cần cái số social security của mình á, lúc đó cô ba nhỏ cũng đưa nữa, ngu dễ sợ luôn nha. Cái xong tự nhiên lúc đó mình vừa cái đưa xong cái mình nghĩ lại, cái lúc đó mình nghĩ lại liền là ôi tại sao mình lại làm như vậy. Cái lúc đó mọi người biết cô ba nhỏ làm gì không? Gọi điện thoại tới hãng credit card á, cô ba nhỏ bank ngân hàng với lại Chase. Thì Chase bên này cô ba nhỏ gọi điện thoại tới Chase nói là tôi làm mất cái thẻ đó rồi, để người ta cancel cái thẻ đó đi. Nhưng mà cũng trễ quá rồi, cái chị đã charge 100 đồng vô trong cái thẻ của cô ba nhỏ rồi. Thì lúc đó cái cô ba nhỏ mới nói với lại ông xã là đưa cho chị cái số này mà cái số ID, cái bằng lái xe, rồi có số an ninh xã hội nữa. Cái anh ba mới nói là
mới chửi mình là ngu quá đó, tại sao làm như vậy. Mà lúc đó là mình chỉ là mình rất là muốn ở nhà với con thôi, cho nên là mình, những người đó đánh trúng vào tâm lý của mình, cho nên là nói cái gì cô ba nhỏ cũng nghe hết trơn. Nhưng mà sau đó rồi cái cô ba nhỏ mới gọi điện thoại cho cái chị đó, bắt đầu gọi điện thoại, cô đó không có trả lời nữa, nhắn tin cũng không có trả lời nữa luôn. Cho nên là nói chung là mất 100 đồng. Và anh ba anh nói là chỉ sợ cái người đó, tại vì anh ba anh làm ở chỗ thuế, anh nói là chỉ sợ cái người đó lấy cái số an ninh xã hội của cô ba nhỏ rồi dùng cái số của cô ba nhỏ để giống như là làm cái thuế giả, rồi sau cuối năm thì người ta sẽ gửi cái W2, là gửi cái tờ giấy về nhà và bắt cô ba nhỏ phải đóng thuế. Nhưng mà người đó đã nhận hết tiền đi làm, đã lãnh lương hết rồi, mà bây giờ cái số an ninh xã hội nó về nhà của mình thì nó sẽ bắt mình đóng thuế. Chỉ vậy thôi, nhưng mà may là 2-3 năm nay rồi chưa có gì xảy ra hết, chỉ là mất 100 đồng thôi. Nhưng mà thì kể nghe cho vui như vậy, làm nói chung là từ bây giờ, từ đó trở đi là cô ba nhỏ không có tin ai nữa hết á. Nhiều khi là mình cảm thấy là người ta tội cho mình, người ta muốn giúp đỡ mình, thì nhiều khi nghĩ là trên đời này không có ai mà tốt bụng, không có ai mà tự dưng tốt bụng muốn giúp cho mình hết á. Thì qua đây là cái câu chuyện thật của cô ba nhỏ đã bị người ta gạt, và qua đây nữa là một cái câu chuyện thật của cô gái này đã bị gạt, và không biết bao nhiêu người đã bị gạt nữa rồi. Cho nên là các bạn xem video này thì nhớ cô ba nhỏ dặn như vậy nè, là đừng có tin ai hết, không có ai mà dễ dàng giúp đỡ mình đâu. Nói chung là không biết phải nói sao, nói chung là đừng có tin ai hết. Vừa rồi cô bé nhỏ có post video là cô bé nhỏ bán bánh trung thu á, có làm bánh trung thu và bán bánh trung thu, thì có một chị kia, chị nhắn cho cô bé nhỏ là muốn mua nhiều một số bánh là mười mấy đồng á, rồi mười mấy cái đó, với 8 cái, nói chung là 20 mấy cái đó. Thì cô bé nhỏ tính ra là 190 đồng hay 190 mấy đồng á. Nhưng mà mỗi lần mà mình bán bánh trung thu á thì cô bé nhỏ gửi đi khắp nơi ở ở nước Mỹ, gửi đi nhiều tiểu bang, thì người ta trả tiền PayPal, người ta sẽ trả tiền cho cô bé nhỏ trước hoặc là gửi check cho cô bé nhỏ trước. Khi mà nhận được check, khi mà nhận được tiền rồi thì cô bé nhỏ mới bắt đầu làm bánh và gửi đi. Tại vì sao? Tại vì cô bé nhỏ hồi đó cũng đã bị gạt rồi, mấy năm trước làm bánh trung thu bán á, cũng đã bị gạt rồi, gửi đi mà người ta không có trả tiền, mà một cái thùng đó gửi đi như vậy tổng cộng tính ra là 200 mấy chục đồng. Mình không có tiếc cái tiền đâu, mà mình tiếc cái công của mình làm ra từng cái bánh trung thu. Tại vì làm cái bánh trung những cái bánh trung thu nó rất là cực, nếu mà ai làm rồi thì mới biết là nó rất là cực, cho nên là mình chỉ tiếc cái công đó thôi. Là cô bé nhỏ bị mất một lần, cũng bị gạt một lần, là người đó nói là sẽ gửi tiền cho cô bé nhỏ nhưng mà không bao giờ gửi tiền cho cô bé nhỏ, mất một thùng đó là 200 mấy nè. Rồi một người kia nữa cũng 100 mấy chục đồng á, mà gửi cho cô bé nhỏ chỉ có một đồng một thôi. Lúc đó là gửi qua PayPal, thì cô bé nhỏ nói là ok, gửi trước một đồng đi thử coi nó có tới hay không, rồi sau đó rồi gửi thêm cái số tiền còn lại. Thì bạn đó chỉ gửi cho cô bé nhỏ một đồng một thôi, và lúc đó mình gửi bánh đi và không bao giờ trả lời cho cô bé nhỏ nữa hết, không bao giờ trả cái số tiền còn lại, cho nên cũng bị gạt rồi. Từ đó trở đi là cô bé nhỏ nói là ok, ai mua bánh của mình là phải trả tiền trước, mình nhận tiền trước rồi rồi mình mới gửi bánh đi, chứ không thì mình sẽ bị gạt nữa, mà cô bé nhỏ không muốn bị gạt nữa. Thì vừa rồi á, kể lại cái chuyện vừa rồi mới hôm qua hôm kia gì đây thôi, có chị kia chị nhắn cho cô bé nhỏ là muốn mua đồ của cô, muốn mua bánh trung thu, thì cô bé nhỏ nói là ok, chị có thể gửi PayPal hay là gửi check về cái địa chỉ này. Thì chị đó nói là chị sẽ gửi check, xong rồi một chút nữa chị nói là ô chồng chị về rồi chị sẽ gửi cho PayPal, tại chồng của chị có PayPal account. Cái xong rồi cái mình mới nói, tại thường thường á trong PayPal mình phải chọn là mình gửi cho friends and family, có nghĩa là mình gửi cho bạn bè và gia đình thì nó sẽ không có tính mình cái phí. Còn nếu mà mình chọn là mình gửi trả tiền cho goods and services, có nghĩa là cho một cái thứ gì đó hoặc là một cái service, là một cái gì đó người ta làm cho mình á, làm cái business á, thì là một là người trả phải trả tiền phí, hai là người nhận được tiền phải trả tiền phí. Thì cái chị đó chỉ nói là nếu mà trả cho cô ba nhỏ bằng friends and family á sẽ không có bị tính phí, nhưng mà không có guarantee, nếu mà bị mất thì PayPal không chịu trách nhiệm.
Cô Ba Nhỏ nói ok, không có sao hết, cô Ba Nhỏ không có gạt chị đâu, nhưng mà nếu mà chị muốn chọn cái goods and services thì trả thêm 3% hay 5% gì đó, cô Ba Nhỏ không biết. Thì cuối cùng là chị đó cộng thêm 3% hay 5% gì đó rồi gửi cho cô Ba Nhỏ số tiền đó. Thì anyway thì cô Ba Nhỏ mới nói với chị đó là ok, cẩn thận vẫn tốt hơn chị. Tại vì cái người đó mua bánh trung thu của cô Ba Nhỏ chỉ biết cô Ba Nhỏ qua cái màn hình YouTube thôi, chứ đâu có biết cô Ba Nhỏ là ai đâu. Cho nên chị đó cẩn thận vẫn rất là tốt hơn, cẩn thận vẫn là tốt, đừng để người khác bị gạt. Nhưng mà cô nhỏ không có gạt đâu, cho nên đừng có lo. Có rất là nhiều người mua bánh trung thu của cô ba nhỏ rồi nhắn tin lại là bánh rất là ngon, và ai mà đã mua bánh trung thu của cô ba nhỏ rồi sẽ biết là mình đã gửi đi và rất là đàng hoàng. Ai mà gửi dư tiền thì cô ba nhỏ đều nói là đã gửi dư tiền. Thì cô ba nhỏ hỏi là để cô ba nhỏ gửi trả lại số tiền dư, thì người ta cứ nói không sao, cứ giữ nó đi. Thì rất là rõ ràng, tiền bạc thì rất là rõ ràng, cho nên là cô Ba Nhỏ không có gạt mọi người đâu nha. Nhưng mà anyways, tóm lại là cái video này là mọi người nên cẩn thận. Thời nay gạt gẫm rất là nhiều, gạt gẫm qua đủ loại hết, đủ kiểu, từ tới làm từ thiện cũng gạt, từ cái gì cũng gạt hết, cho nên là mọi người phải cẩn thận nha. Ok, video này chỉ như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của cô Ba Nhỏ nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Và ai chưa subscribe, đăng ký vào channel của cô Ba Nhỏ thì bấm nút subscribe, đăng ký liền nha. Để khi mình có video mới, các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Ok, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.